Thì ngày hôm nay Diệu Ly và Quang Quý có một cái niềm hân hạnh quý vị ơi. Cái này phải nói là vừa hân hạnh mà vừa cảm thấy là tự hào luôn. Tại vì là đối với chúng tôi để làm việc được với những thương hiệu uy tín đó quý vị, và có cái lịch sử lâu năm, thì lúc nào cũng có một cái cảm giác là tự hào cả. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với dòng sản phẩm được xem là rất cao cấp quý vị nhé, là một dòng sản phẩm của công ty dược Quang Đông ạ. Đây, khi mà quý vị lấy cái hộp này về nhà mình nè, mình nhận sản phẩm á, mình để ý cái thương hiệu Quang Đông giúp Diệu Ly. Quang Đông là một công ty dược cực kỳ nổi tiếng ở Hàn Quốc ạ. Và nếu như cô chú nào mình từng đi du lịch nè, hoặc là mình có người quen ở Hàn Quốc ha, thì mình cũng sẽ nghe người ta nói tới cái lịch sử của Quang Đông được thành lập từ năm 1963. Và với cái dòng sản phẩm này ạ, thì trong tiếng Việt của mình dịch ra được gọi là cao lỏng quý vị nha. Cao lỏng Vũ Hoàng Thanh Tâm, hay là nhiều cô chú anh chị á, mình còn quen và mình còn nhớ tới sản phẩm này với tên gọi là An Cung Thanh Tâm hay là Ngưu Hoàng Thanh Tâm quý vị. Và một hộp như thế này á, thì bên trong nó sẽ có là 10 chai. Đó, một hộp như thế này quý vị ơi. Thì bên trong đây á, khi mà Diệu Ly mở ra ha, thì nó sẽ có là 10 chai nè quý vị, được đóng gói rất là cẩn thận luôn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. À, yên tâm, cái chữ yên tâm mà Quang Quý vừa mới nói á, thì chúng tôi không phải chỉ là nói miệng quý vị, mà là nói có sách mách có chứng luôn. Ở đây thì cô chú nhà mình á, có thể là quan sát cái hình ảnh mà Diệu Ly đang cầm trên tay ạ. Đây là xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm quý vị nhé. Và đây là từ Bộ Y tế nè, Bộ Y tế Cục An toàn Thực phẩm là cấp luôn đấy ạ. Và ở đây thì nhà mình để ý cái phần thông tin sản phẩm nè, là sản phẩm đó chính là cao lỏng Vũ Hoàng Thanh Tâm, sản phẩm thuộc nhóm thực phẩm bảo vệ sức khỏe này, do công ty dược phẩm Quang Đông địa chỉ rõ ràng luôn, sản xuất phù hợp với quy định an toàn thực phẩm, có luôn cả là dấu mộc đỏ ở đây, cho nên mình rất là yên tâm về cái dòng sản phẩm này. Và với cơ hội mua sắm sản phẩm chăm sóc sức khỏe Hàn Quốc cao cấp có thành phần quý hiếm là ngưu hoàng tự nhiên mọi người ạ. Sản phẩm quý giá dành cho sức khỏe với công dụng là giúp bồi bổ nguyên khí nè, hoạt huyết thông mạch, ổn định huyết áp, giảm nguy cơ đột quỵ do bệnh tim mạch, tai biến mạch máu não, thiếu năng tuần hoàn não cũng như là rối loạn tiền đình mọi người nha. Và đặc biệt mua sắm hàng chính hãng trình VTV Hyundai ngày hôm nay quý vị ạ, thực phẩm bảo vệ sức khỏe 10 chai cao lỏng Vũ Hoàng Thanh Tâm với dung tích là 50ml một chai, dòng sản phẩm chuyên biệt hỗ trợ giảm nguy cơ đột quỵ, hàng chính hãng đã công bố và được xác nhận bởi Cục An toàn Thực phẩm thuộc Bộ Y tế, đến từ thương hiệu sản phẩm chăm sóc sức khỏe nổi tiếng Hàn Quốc là Quang Đông.